Xin kính chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Thì ở video này mình xin chia sẻ với các bạn một số mẹo vặt hay hữu ích trong cuộc sống. Các bạn cùng chú ý đón xem nhé. Mẹo vặt thứ nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cách làm thế nào mà chúng ta vẫn sử dụng được điện thoại khi mà tay chúng ta đang đeo găng tay. Đấy, cả hai bên đều đeo găng tay, chúng ta làm cách nào để sử dụng được điện thoại? Thì có một cách rất đơn giản, đó là các bạn lấy một ít giấy bạc, các bạn quấn vào ngón tay trỏ. Và khi nào có điện thoại đến, chúng ta có thể là dùng ngón tay trỏ để chấm hoặc là chúng ta thao tác bất kể một cái thao tác nào đó trên điện thoại bằng cái ngón tay quấn giấy bạc đó thì rất là nhạy, rất là tiện dùng. Mẹo thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là làm sao để nhà chúng ta vẫn sáng khi mà bị mất điện. Đó là các bạn là dùng điện thoại chúng ta bật chế độ flash lên, bật đèn flash đằng sau này lên, chúng ta úp vào một cái chai trong đựng nước đầy, chúng ta lấy băng dính chúng ta quấn lại, khi đó ánh sáng ở trong nhà chúng ta sẽ tỏa sáng rất là rộng rãi và hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc dùng đèn flash thông thường. Mẹo thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn, cách làm thế nào để có thể chụp ảnh được ở dưới nước. Ở dưới nước thỉnh thoảng chúng ta có rất là nhiều các cái ảnh đẹp hay là một số các cái vật dụng hay là một số các hình ảnh chúng ta muốn lưu lại, muốn chụp ảnh lại, nhưng mà điện thoại chúng ta không phải là loại điện thoại chịu nước. Vậy làm cách nào chúng ta có thể chụp ảnh được điện thoại dưới nước? Một cách rất đơn giản, các bạn hãy cho điện thoại của bạn vào trong một cái bao cao su để chúng ta sẽ chụp ảnh được dễ dàng. Cách này rất là hay và hiệu quả. Các bạn đã bao giờ gặp phải tình huống là đi chợ hay đi siêu thị mà chúng ta đi về đến nhà rồi mà quên mua thứ này, quên mua thứ kia không? Mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo, đó là các bạn dùng điện thoại, các bạn mở tủ lạnh ra và chúng ta chụp ảnh lại tủ lạnh chúng ta. Khi đó chúng ta ra đến chợ, chúng ta sẽ nhìn trong tủ lạnh và chúng ta sẽ phát hiện ra là mình quên cái gì mà chưa mua. Đó này rất là hay và hữu ích. Một cái mẹo tiếp theo để sử dụng điện thoại đó là ở những nơi mà sóng yếu, sóng chập chờn, các bạn làm cách nào để tăng sóng? Thì các bạn có một cách là như thế này, các bạn không cần phải tắt điện thoại đi hay khởi động lại, như thế nó sẽ rất là lâu. Các bạn chỉ cần bật vào chế độ máy bay và tắt đi và bật lại một cái là nó sẽ tự động dò cái sóng hoặc là cái mạng nào mạnh nhất, gần nhất ở gần bạn. Cách này rất là nhanh. Có một cái mẹo nữa rất chi là cần thiết mà các bạn có thể áp dụng, đó là điện thoại chúng ta thường hay khóa màn hình khi chúng ta đi đâu đó, chẳng may chúng ta mà bị tai nạn hoặc bị làm sao đó hoặc là chúng ta bị rơi mất điện thoại thôi, thì làm cách nào để cho người nhặt được, người ta có thể là liên lạc lại với bạn, hoặc là khi bạn bị nạn thì làm sao mà người nhặt được điện thoại của bạn có thể liên lạc được với người thân của bạn khi mà điện thoại chúng ta bị khóa. Và tình huống này rất chi là nguy hiểm nếu chúng ta để khóa màn hình điện thoại. Thì có một cái cách, đó là các bạn ghi thông tin của các bạn vào trong một cái mảnh giấy và chúng ta chụp ảnh lại cái thông tin đó, chúng ta lưu ở trong cái màn hình khóa, thì khi đó ai cầm được hoặc ai nhặt được, người ta sẽ biết được thông tin của các bạn và có thể gọi điện lại cho người thân hoặc là gọi cho bạn khi mà người ta nhặt được điện thoại của bạn. Một cái mẹo tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là làm cách nào mà chúng ta sạc điện được điện thoại nhanh đầy khi chúng ta điện thoại chúng ta hết pin, chúng ta đang rất là gấp. Thì có một cái cách, đó là các bạn chuyển sang chế độ máy bay, thì khi đó chúng ta sạc nó sẽ rất là nhanh đầy. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn một số các cái mẹo vặt để chúng ta sử dụng được điện thoại được hiệu quả hơn, hữu ích hơn. Các bạn thấy video này hay, hãy chia sẻ cho bạn bè được biết và nhớ tặng mình một like và đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.